Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác. Trong video clip tối ngày hôm nay, em sẽ làm một video để tổng hợp lại một số mẫu lọc nguồn mà bên em phân phối rất là nhiều cho tất cả bác trong thời gian vừa qua nhé. Như anh em và các bác cũng đã biết rồi, lọc nguồn đối với dàn âm thanh cũng như là đối với những thiết bị nó đóng một vai trò cực kỳ là quan trọng nhé quyết định đến chất lượng tuổi thọ cũng như là quyết định đến độ bền những nhất là đối với những dàn âm thanh thì nó sẽ giảm nhiều giảm ù xè cho một chất âm được trong trẻo hơn chi tiết hơn sạch sẽ hơn và những chiếc tivi led tivi siêu mỏng của chúng ta khi chúng ta sử dụng hệ thống lọc nguồn thì nó sẽ hạn chế được sự co cháy màn hình cực kỳ là tốt nha tuổi thọ những chiếc tivi của chúng ta bền hơn rất là nhiều rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm ngày hôm nay. Trước hết thì em sẽ giới thiệu tới tất cả bác đó là con lọc nguồn quảng sợ áp chơ. Tại là 30A. Con này nó sẽ có model là FN 2030 3008. Con này nó sẽ chạy dòng điện là từ 110 cho đến 250V. Tức là nó vào dòng điện bao nhiêu, nó sẽ ra bao nhiêu. Tần số là 50 trên 60Hz, và con này có mức tải là 30A tương đương với 6.500W một mức tải rất là lớn nha và con lọc nguồn này thì các bác có thể sử dụng để trong những con quản lý nguồn những con lọc nguồn những con biến áp cắt ly nó vừa ổn định dòng điện nó vừa lọc sạch dòng điện của chúng ta cực kỳ là tốt nha Tại vì size này là size nhỏ nên các bác bỏ trong hộp rất là dễ dàng rất là tiện lợi và nó sẽ cho một độ lọc cực kỳ là tốt nha em đã có video test con này rồi. Em để link test ở phía dưới các bác có thể tham khảo nhé. Và con lọc nguồn 30A giá bên shop em phân phối cho tất cả bác với một mức giá rất là tốt. Chỉ có 400 ngàn một con giá bên em đã bao ship nha các bác. Đây thiết kế đúc đặc con nào cũng đẹp như vậy. Và cắt đấu của con này thì uh, chỗ ba chân là mình đấu đi vào hai chân là đi ra nhé. Tương ứng với chữ like hoặc chữ lát. Like là đi vào, lát like là, like là, like là, like là đi ra nhé. Rồi tiếp theo em đi qua con 12A này Con 12A này thì em bán chạy nhất Tại vì giá của nó tốt mà công suất của nó vừa đủ cho tất cả bác là lọc những chiếc âm ly, những chiếc CD Có một số bác thì mua hai một lần, hai đến ba con rất là nhiều Cắt đấu cũng như vậy thôi, ba chân là đi vào, hai chân là đi ra Tương ứng với chữ like và chữ lót nó tải là 12A tương đương với 2.500W cũng là của hãng sợ áp chơ sợ áp chơ này thì một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Thụy Sĩ rồi giá là 320 một con nha bác bác nào yêu thì cứ liên hệ cho em nhá đó mình mua về mình lọc cho sạch giảm âm thanh của mình tại vì giá cả của nó cũng không có đáng bao nhiêu đâu các bác mua một giảm âm thanh à, giá ba chục bốn chục triệu hai chục triệu thì à, mình mua một con như thế này, mình về lọc thì cái dàn âm thanh của mình nó sẽ hay hơn, nó bền hơn. Rồi, em đi qua con 16A này. Con 16A. Bữa trước thì có một số bác nói vì sao con 16A mà giá của nó lại đắt hơn 30A, 20A. Thì à, xin thưa với tất cả bác thì con 16A này thì size của nó lớn hơn, thì giá của nó đắt hơn. Còn mức tải của nó sẽ nhỏ hơn những con 20A. 30A nhé con này lọc cũng cực kỳ là sạt luôn Em có video test rồi chịu em để ở phía dưới 16A cũng tương đương với 3200 a Cũng là của hãng sợ áp chơ của Thụy Sĩ nhé các bác cứ thấy chữ sợ áp chơ là nó sẽ là của Thụy Sĩ thôi. Tại vì uh, lọc nguồn này của Thụy Sĩ sản xuất cực kỳ là nhiều. Mã là FN2070-1606 này. 3 chăn thì mình đấu đi vào. 2 chăn là mình đấu đi ra thôi. Nhá. Lọc cực kỳ là sạch. Giá là 500 một con nha bác. Con 16A này 500 ngàn một con. Rồi. Em đi qua con 20A này. Đây là con 20A. Cũng là của hãng sợ áp chơi. Cách đấu cũng là lai đi vào. Loát đi ra. 3 chăn là đi vào. Đó. sai nó vừa. Các bác cũng có thể để vừa trong những con lọc nguồn quản lý nguồn biến áp cắt ly đó có chỗ vừa là mình để vừa hết rất là đẹp tình trạng thì đẹp tầm khoảng 90 phần trăm 90 đến 95 phần trăm nhé đây đây nó sẽ có một số vết đấu của người ta tháo ra tại vì những con lọc nguồn này người ta sẽ được đấu trong những thiết bị ở rất là đắt tiền những thiết bị công nghiệp ấy giá là 400 một con nhé đó, bác nào có nhu cầu về những con lọc nguồn này thì cứ liên hệ cho em nhé em bán rất là nhiều những con lọc này giờ thì à, tối hôm nay em làm một video để tổng hợp lại những con lọc nguồn như vậy những bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé và số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157 rồi thì những bác nào chưa đăng ký kênh nhấn đăng ký nhấn like để ủng hộ bên em nhé rồi em chào tất cả bác cảm ơn tất cả bác rất là nhiều